cuối cùng thì khán giả cũng được chứng kiến màn tương tác siêu hài hước, đáng yêu của cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh hiện nay, Phương Oanh Mạnh Trường. Mới đây, trong bài viết của thành viên ekip Hương Vị Tình Thân, Mạnh Trường Phương Oanh đã gây thích thú cho khán giả với màn tương tác dí dỏm của cả hai. Nói về cảnh phim Sắc Long rủ vợ đi ăn trong tập 51, Mạnh Trường hài hước nói rằng, cái đoạn rủ đi ăn kia quên bén mất không thoại là đi ăn phở bò hai trứng trần nhớ. Đáp lại, Phương Oanh trêu bạn diễn là anh lúc nào cũng chỉ dừng nhét câu thoại này vào trong phim, nhưng cuối cùng toàn quên. Với các fan yêu mến cặp Mạnh Trường Phương Oanh, có lẽ ai cũng biết phở bò hai trứng trần là món ăn từng khiến đôi bạn diễn này cười ra nước mắt khi thực hiện một thử thách trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần mà cả hai góp mặt. Kể từ chương trình này, hễ nhắc tới phở bò hai trứng trần là khán giả nhớ về Mạnh Trường và Phương Oanh. Ngoài ra, để trả lời Phương Oanh, Mạnh Trường cũng hé lộ có thể anh quên phở bò hai trứng trần, nhưng đã nhét được câu thoại đội mũ bò hùng vào tập cuối phim. Tuy nhiên Phương Oanh chia sẻ, đoạn đấy bỏ rồi anh nhé khiến khán giả tò mò không biết hai diễn viên đang nói đến tình huống nào. Phương Oanh Mạnh Trường là cặp đôi rất được yêu mến sau khi nên duyên ở Hương Vị Tình Thân. Cũng vì quá yêu mến nên nhiều khán giả bất chấp kép cặp họ từ phim ra đời, dù Mạnh Trường đã có gia đình yên ấm. Phương Oanh từng tâm sự chính điều này đã khiến cô chủ động không tương tác với Mạnh Trường trên mạng xã hội để giữ gìn hạnh phúc cho đồng nghiệp. Đây là lần hiếm hoi cả hai tương tác trở lại, tuy nhiên cũng là ở Facebook của thành viên ekip làm phim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.